Quả báo nhãn tiền, họa lớn ập tới với những đảng viên Cộng hòa chống lại cựu tổng thống Donald Trump. New York cho quyền bầu cử cho gần 1 triệu người không phải công dân. Pesaki bào chữa cho phát ngôn của Biden về đại dịch của người chưa được tiêm chủng. Quý vị vừa nghe phần điểm tin chính Hoa Kỳ trên nền tảng TBST và sau đây, Bích Trâm mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Những nghị sĩ Cộng hòa từng bỏ phiếu luận tội Trump bị đảng của mình quay lưng cả năm qua, phải đối mặt với tương lai chính trị đầy bấp bênh. Mười đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu luận tội Donald Trump với cùng một niềm tin rằng ông đáng bị buộc tội kích động bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 với cùng một hy vọng rằng đảng Cộng hòa sẽ quay lưng với ông vì những hành động đó. Nhưng một năm qua, niềm tin và hy vọng đó của họ tàn biến. Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là gương mặt nổi trội của đảng, trong khi những người lên tiếng chống lại ông đang bị phe Cộng hòa rùng rẫy. Sau khi bỏ phiếu đồng ý luận tội Trump ngày 13 tháng 1 2021, nghị sĩ Anthony Gonzalez và Adam Kissinger đều tuyên bố nghỉ hưu trước những lời đe dọa của cử tri và thái độ thù địch từ đồng nghiệp. Nữ nghị sĩ Cheney từ một ngôi sao đang lên trong bang lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ Viện, giờ đây trở thành kẻ lạc loài của đảng. Các dân biểu Tommy Herrera của bang Washington, Peter Mayer và Fred Upton của bang Michigan đang đối diện tương lai chính trị đầy thách thức. Bốn người khác bao gồm John Katko của New York, Dan Newshouse của Washington, Tom Rice từ Nam Carolina và David Vandalau ở California đã tự nguyện hoặc là bị ép buộc rút vào im lặng với hy vọng rằng thời gian sẽ xóa mở quá khứ. Là nghị sĩ gốc Cuba có uy tín tại Ohio, González từng được coi là kiểu chính trị gia sẽ giúp đảm nhiệm tương lai của đảng Cộng Hòa ở một quốc gia đã sắc tộc, đã chủng tộc sau cuộc bầu cử năm 2018. Nhưng González đã đánh mất ủng hộ trong đảng của mình kể từ khi ông Trump lên tiếng hậu thuẫn một chính trị gia khác thách thức ông. Sau khi hứng chịu vô số lời đe dọa và lo sợ cho an toàn của vợ con, González hồi tháng 9 năm 2021 tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử ghế nghị sĩ. Nghệ sĩ Kissinger cũng phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự vào hồi tháng 10 năm 2021 và thông báo sẽ không tái tranh cử. Tuy nhiên, không vì thế mà ông thoái lui. Trong những ngày còn lại của nhiệm kỳ, nghệ sĩ Kissinger đã tham gia Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Hạ viện, bất chấp phản đối các lãnh đạo đảng Cộng hòa. Ông cũng tận dụng mọi cơ hội công kích ông Trump và bảo vệ cựu Tổng thống Mỹ. Ông sẽ khẳng định không từ bỏ chính trị sau khi rời Hạ viện vào cuối năm nay. Khi đã nói trong một video hôm ngày 5 tháng 1 nhân kỷ niệm một năm ngày bạo loạn đồi Capitol nổ ra, cuộc bầu cử năm 2020 không bị đánh cắp, Joe Biden đã thắng, còn Donald Trump đã thua. Chúng ta phải thừa nhận điều đó, nhưng giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa thì không. Họ đã nói dối người dân Mỹ và không ngừng tung ra những lời nói dối lớn hơn, trục lợi từ các thuyết âm mưu, giúp họ tiếp tục bám lấy quyền lực. Nghị sĩ Upton trong khi đó đang phải đối mặt tương lai chính trị trên ven khi đối mặt với một gương mặt mới trong cuộc bầu cử hội nghị giữa kỳ vào cuối năm nay. Cựu tổng thống Donald Trump đã ủng hộ Sikara trước ghế của Upton, dù người này sẽ phải chuyển nhà tới khu vực bầu cử mới để đối đầu với một nghị sĩ đã có 35 năm kinh nghiệm làm việc tại Hạ viện. Kara tuyên bố 100% tôi sẽ ứng cử vào quốc hội. Thật vinh dự khi được tổng thống Trump tán thành và Fred Upton sẽ không thể nào trở thành nghị sĩ vào năm 2023. Ngay cả khi Upton không phải đối mặt với Kara, lá phiếu ủng hộ luận tội cựu tổng thống Trump vẫn khiến ông gặp rủi ro. Bản đồ bầu cử mới được Ủy ban của Lưỡng viện thông qua đã đưa ông vào khu vực bầu cử với Bill Hershiger, một nghị sĩ bảo thủ hơn, người đã bỏ phiếu chống luận tội ông Trump. Trước hoàn cảnh đó, Upton đang có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt. Ông nói, chúng tôi đã phải đi qua máy giò kim loại khi vào Hạ viện. Chúng tôi nhận được những lời đe dọa thật sự khó chịu gửi tới nhà riêng. Tôi chưa từng gặp phải điều gì tương tự trước đây song không ai trong 10 đảng viên Cộng hòa thất thế chịu hậu quả nặng nề như là Cheney. Bà bắt đầu năm 2021 với tư cách Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, vị trí có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện trong tương lai. Song đã bị hạ bệ sau khi phản bác các cuộc bầu cử bị đánh cắp mà ông Trump đưa ra và bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông. Bà cũng bị khai trừ khỏi chi nhánh của Đảng Cộng hòa ở Wyoming và tiếp tục chịu những lời công kích từ Trump. Người đang nỗ lực thu hút ủng hộ cử tri cho ứng viên chạy đua và Hạ viện được ông tán thành là Howard Hartman, nhưng Cheney vẫn kiên định với những lá phiếu ủng hộ luận tội của mình. Bà trở thành phó chủ tịch ủy ban của Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn, trực tiếp đối mặt với những người theo chủ nghĩa của cựu tổng thống Donald Trump trong đảng Cộng hòa. Bà Cheney nói, Ngày càng rõ ràng việc giữ ghế chủ tịch hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ buộc tôi phải tiếp tục dối trá về cuộc bầu cử tôi chỉ đơn giản là không thể nào ngó lơ và chấp nhận những gì ông ấy đã làm. Heitman là ứng viên được cựu tổng thống Donald Trump tán thành đối đầu với Trini, từng phản đối ông đối diện với đảng Cộng hòa tranh cử năm 2016. Tuy nhiên sau này Heitman đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Bà gọi ông Trump là tổng thống vĩ đại nhất bà từng chứng kiến trong cuộc đời mình và bày tỏ hoài nghi về tính chính xác của cuộc bầu cử năm 2020. Bất chấp những mối đe dọa, hạ nghị sĩ Michigan Major đã nhấn mạnh ông chưa bao giờ hối tiếc về lá phiếu luận tội của mình. Ông cũng thẳng thắn chỉ trích những thế lực thàm hiểm trong đảng Cộng Hòa đã gây ra cuộc bạo loạn đội Capitol. Major đã nói, với những gì đã diễn ra, rõ ràng cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 là một bước tiến tới chủ nghĩa truyền chế. Còn bà Cheney quy kết trách nhiệm cho các đảng viên Cộng Hòa rằng, đảng chúng ta phải lựa chọn, chúng ta có thể trung thành với Donald Trump hoặc là trung thành với hiến pháp, nhưng chúng ta không thể nào làm cả hai. Và hiện tại, có quá nhiều đảng viên Cộng Hòa đang cố gắng bám víu lấy cựu tổng thống, vây quanh cựu tổng thống, hay những người chỉ biết phớt lờ và hy vọng rằng ông ấy sẽ ra đi. Và giống như những người đi ngược chiều khác trong đảng, Murkowski trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay sẽ phải đối mặt với một ứng viên được ông Trump ủng hộ. Bà đã chia sẻ, Tôi luôn là người lạc quan khi nghĩ đến sự vĩ đại của đất nước chúng ta, và tôi muốn tiếp tục có được niềm lạc quan đó rằng khi chúng ta đến sát bờ vực, ta có thể tự quay trở lại. Đó là một trong những lý do khiến tôi đăng ký tranh cử vì tôi cảm thấy mình cần trở thành tiếng nói hy vọng có thể kéo chúng ta trở lại. New York trao quyền bầu cử cho gần 1 triệu người không phải công dân Gần 1 triệu người không phải là công dân sống tại thành phố New York sẽ được bỏ phiếu sau khi thị trưởng Eric Adams, đảng Dân Chủ, phê chuẩn dự luật của hội đồng thành phố. Ông Adams đã tuyên bố Tôi cho rằng người New York phải có tiếng nói trong chính quyền của họ. Đó là vì sao tôi đã và sẽ tiếp tục ủng hộ dự luật quan trọng này. Mặc dù ban đầu tôi có chút quan ngại về một khía cạnh của dự luật, tôi đã có một cuộc đối thoại hữu ích với các đồng nghiệp trong chính quyền và những quan ngại này được giải tỏa. Tôi tin việc cho phép dự luật được ban hành là lựa chọn tốt nhất cho đến nay và vui mừng khi gắn kết hàng triệu người vào tiến trình dân chủ. Tuy nhiên, cựu thống đốc New York Bill de Blasio của Đảng Dân chủ đã nhiều lần cảnh báo, dự luật này gần như chắc chắn đối mặt với các thách thức pháp lý vì vi phạm luật liên bang New York. Dự luật hứa hẹn đem lại lợi ích cho 3,1 triệu cư dân sinh ra ở nước ngoài ở thành phố, chiếm gần 40% dân số, nhưng đồng thời làm loãng phiếu bầu của hàng triệu công dân Mỹ sống trong thành phố. Hơn 10 cộng đồng khắp nước Mỹ đã cho phép người dân không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, bao gồm 11 thị trấn ở Maryland và 2 tại Vermont. Nó sẽ cho phép những người không phải là công dân trong cư trú hợp pháp trong thành phố ít nhất 30 ngày, cũng được như là người hợp pháp tại Mỹ. Đảng Cộng hòa tại New York trước đó đã đưa ra một tuyên bố rằng họ sẽ để đơn kiện để loại bỏ kế hoạch nói trên, vì hiến pháp thành phố đã chỉ rõ rằng bỏ phiếu là một quyền được bảo đảm dành riêng cho các công dân Mỹ mà thôi. Động thái này có khả năng ảnh hưởng lớn đến các cuộc bầu cử địa phương trong khi làm loãng phiếu bầu của công dân Mỹ trong thành phố. Một số bang bao gồm Alabama, Arizona, Colorado và Florida đã áp dụng các biện pháp để ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào nhằm thông qua một dự luật tương tự thành phố New York. Psaki bào chữa cho phát ngôn của Biden về đại dịch của người chưa được tiêm chủng. Gần đây, thư ký Psaki đã bị dương tính COVID-19 mặc dù bà đã nhận được hai mũi vaccine chính cùng mũi tiêm nhắc lại. Trong một cuộc họp giao ban ở Washington, bà cho biết bản thân chỉ bị các triệu chứng nhẹ thôi, và bà cho biết rằng điều đó là nhờ bà đã tiêm vaccine. Sau đó, Pesaki tuyên bố những người không được tiêm chủng có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao gấp 17 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 20 lần. Trong một nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ đã cho biết, Tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 từ ngày 24 tháng 1 năm 2021 đến ngày 24 tháng 7 năm 2021 cao hơn 17 lần những người không được tiêm chủng. Khoảng cách đó đã bị thu hẹp gần đây khi biến thể virus Omicron xuất hiện, hiệu quả của vaccine giảm dần. Trích dẫn những dữ liệu chưa được công bố, hồi tháng trước, Giám đốc CDC Mỹ là tiến sĩ Dr. Lee Walensky đã cảnh báo những người không được tiêm chủng có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn 20 lần so với những người đã được tiêm chủng hai mũi chích kèm theo mũi tiêm nhắc lại. Bà Persky đã lập luận rằng đó là những con số thống kê quan trọng, nghiêm túc. Vì vậy, vâng, tác động đối với những người không được tiêm chủng còn thảm khốc hơn nhiều so với những người đã được tiêm chủng. Tôi nghĩ rằng tổng thống đã nói đúng, sẽ có những trường hợp đột phá, sẽ có những người bị COVID ở đây các tổ chức truyền thông khác nhau ở các công ty trên thế giới ở khắp đất nước những người đã được tiêm chủng có sự khác biệt đáng kể giữa việc nhập viện hoặc là tử vong và được tiêm chủng với các triệu chứng nhẹ hơn tuy nhiên chính quyền Biden đã đánh giá thấp sự sụt giảm đáng kể và hiệu quả của vaccine chống lại nguy cơ nhiễm bệnh và giảm hiệu quả chống lại bệnh nặng đồng thời kêu gọi người dân Mỹ tiêm mũi vaccine tăng cường Biden đã nhiều lần có nói không có lý do nào bào chữa cho việc bất kỳ ai chưa được tiêm chủng. Đây tiếp tục là đại dịch của những người chưa được tiêm chủng, vì vậy chúng ta phải đạt được nhiều tiến bộ hơn. Vì những người không tiêm chủng đang chiếm cứ dường bệnh và làm chật cứng các phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt. Đã có rất nhiều phản hồi đối với những nhận xét của Biden, nhưng ông không thay đổi chúng khi biến thể mới xuất hiện. Hồi tháng trước, hạ nghị sĩ Cộng hòa Lee Jardin đã cho biết, đây không phải là một đại dịch của những người chưa được tiêm chủng. Và quá nhiều người trong chính phủ đang cố gắng quá sức để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng và khiến người Mỹ phải chống lại người Mỹ. Và đó không phải là sự lãnh đạo. Cách rất xa là khác. Đây là một ví dụ hoàn hảo về việc một ngôi nhà không thể nào đứng vững khi bị chia cắt chống lại chính mình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hoa Kỳ trên nền tảng TBST. Bích Trâm xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo